Bây giờ chưa ra đọc lịch. Đọc đi ạ. Con xin kính chào cộng đoàn, xin cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lịch công giáo trong tuần. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 quanh năm. Giáo huấn số 36, người trẻ với cội nguồn. Đừng để cho mình bị mất gốc. Hãy nghĩ đến điều này. Nếu một người đề nghị với các con là đừng quan tâm đến lịch sử, coi thường những kinh nghiệm của người lớn, không cần biết tất cả những gì trong quá khứ và chỉ nhìn về tương lai, thì đó có phải là một cách dễ dàng để thu hút các con, để các con làm theo những gì người ấy nói với các con không? Người ấy cần các con nông cạn, mất gốc, mất niềm tin vào sự mọi sự, để chỉ tin vào lời hứa của người ấy và làm theo kế hoạch của người ấy. Đó là cách nhiều hệ tư tưởng với nhiều màu sắc khác nhau đang hoạt động, phá hủy mọi khác biệt để chúng ta có thể thống trị mà không bị ai chống đối. Để đạt được điều này, chúng ta cần những người trẻ coi rẻ lịch sử, chối từ những sự phong phú về tinh thần và nhân bản đã được truyền lại qua các thế hệ, cùng bỏ qua tất cả những gì có trước đó. Đồng thời, những kẻ đang túng thiếu cũng sử dụng một nguồn tài nguyên khác, một sự tôn thờ tuổi trẻ, như thể tất cả những gì không phải là trẻ đều đáng ghét và nhất thời. Những thân thể trẻ trở thành biểu tượng của giáo phái mới này. Do đó, mọi sự liên quan đến thân xác đều được thần tượng hóa và đang mong ước một cách vô hạn. Và những gì không phải là trẻ bị nhìn với một cái nhìn khinh miệt, nhưng đây là một vũ khí mà cuối cùng làm cho những người trẻ bị tha hóa, làm cho các em đánh mất những giá trị thật sự và sử dụng các em để đạt được ích lợi cá nhân, kinh tế hoặc chính trị. Ngày 3 tháng 2, mùng 4 thứ 3, kính Thánh Gioan và Maria Vianney linh mục lễ nhớ. Mùng 5 thứ 4, lễ cung hiến Thánh đường Maria. Mùng 6 thứ 5, lễ Chúa hiển dung lễ trọng. Mùng 7 thứ 6, ngày trong tuần, kính Thánh Sito thứ 2, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, kính Thánh Gaetano linh mục. Mùng 8 thứ 7, kính Thánh Đa Minh linh mục lễ nhớ. Mùng 9 Chủ nhật thứ 19 quanh năm. Xin cộng đoàn chúng ta cùng bắt đầu dâng thánh lễ. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta bắt đầu dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Nhật 18 thường niên. Trong thánh lễ này xin cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng ta biết bà Chini Vi là người trong giáo xứ chúng ta mới qua đời thứ tư tuần vừa rồi. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho bà. Chúng ta cũng nhớ đến các linh hồn Mikae, Anna, Pero, Marta, cầu bình an cho thế giới, cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt. Lễ dỗ linh hồn Phêrô 9 năm, linh hồn Phaolô, linh hồn Phêrô, hai linh hồn Maria, linh hồn Gioan Baptista. Tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ Maria, cầu bình an cho gia đình được hạnh phúc và các con được ngoan ngoãn, và cầu cho tất cả các linh hồn mồ côi. Xin Chúa thương tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin lưng bà Maria trọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng tôi. Xin Chúa thương xót chúng tôi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng tôi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng tôi. Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên cao tận trời, và bình an cho người thiên hồng. Chúng tôi ba lời Chúa, chúng ta cùng Chúa. Chúng tôi ba lời Chúa, chúng ta muốn vinh Chúa. Chúng ta đang ca Chúa, vì vinh quang cao cả.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dùng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng dư thương nâng đỡ chúng con cùng đám ơn bề mây và gìn giữ mọi loài Chúa dùng nên cho chúng con được hướng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, về hàng sông và hiện tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Hãy đến mà ăn. Trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây. Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chất dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu để trọn bề nhân nghĩa với David. Đó là lời Chúa. Thank you.
bài đọc 2, bài trích thứ tư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm nhạo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đức đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ mọi loài thọ tạo nào khác, không có tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thế hệ, nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính chào quý ông bà anh chị em. Ở Việt Nam cách đây mấy hôm, người ta bắt đầu đóng cửa lại các nhà thờ và một số nơi vì dịch virus. Ở bên Mỹ đương nhiên là cũng còn rất là nhiều nhỉ, nhưng mà may mắn là chúng ta vẫn được cử hành thánh lễ ở ngoài trời, cũng còn đông. Hôm nay con thấy quý ông bà anh chị em tới cũng đông, tạ ơn Chúa. Ở Việt Nam thì thấy nhiều người bắt đầu họ lại buồn lại, họ nói là mới được thời gian ngắn, bây giờ lại phải đóng cửa lại, và nhiều người họ không được đi lễ, họ thấy buồn. Mấy người tâm sự với con vậy. Con thấy cái hình ảnh mà chúng ta đến với Chúa cũng giống như ngày xưa, thời Chúa Giêsu, rất là đông những người đi theo để nghe lời Chúa. Họ đói khát lời Chúa, họ đói khát được chữa bệnh, được nghe những cái điều Chúa dạy. Đó là cái nhu cầu tinh thần mà Chúa nhìn thấy cái vấn đề đó, và Chúa chạnh lòng thương. Đương nhiên Chúa nghĩ rằng họ giống như cái bầy chiên không người chăn dắt.
và Chúa. Sau đó thì chúng ta thấy cái phép lạ Chúa đã hóa bánh ra nhiều để mà nuôi đám đông dân chúng đó. Thế nhưng mà cái trước tiên là cái nhu cầu tinh thần của họ, chính vì vậy mà họ đã đi theo Chúa từ những cái nơi rất là xa, và họ đã tụ họp một cái đám đông rất là lớn, 5 người đàn ông không kể đàn bà và con nít. Theo như một số nhà họ chú giải thì họ nói là có thể cái số lượng cái đám đông đó có thể 15.000 người hoặc hơn, tại vì không kể đàn bà con nít thì nếu thường là phụ nữ đông hơn, rồi con nít cũng đông nữa, cho nên là cái số lượng đó rất là lớn. Và họ đói khát cái sự bình an, đói khát tình thương của Thiên Chúa. Ngày hôm nay thế giới chúng ta cũng nhiều người cũng đang đói khát cái đó. Những cái nước bị dịch bệnh thì đang đói khát cái sự bình an, sự khỏe mạnh. Nước chiến tranh thì họ đói khát sự hòa bình. Con người chúng ta vẫn đang tìm kiếm, vẫn đói khát những cái điều đó. Nhu cầu tinh thần cũng như nhu cầu vật chất, giống như cái đám đông mà hồi xưa đi nghe Chúa Giêsu, sau đó họ bị đói, thì cái nhu cầu vật chất ngày hôm nay trên thế giới nó cũng rất là nhiều, nhất là các cái nước châu Phi hoặc là một số nước châu Á. Ngay cả bây giờ những cái nước đang bị lũ lụt ở Trung Quốc hoặc là Việt Nam thì những người đó bị đói cũng rất là đông. Và người ta thống kê thì mỗi ngày chết khoảng mấy chục ngàn người vì đói, chưa kể là chết vì những cái thứ khác nhỉ, vì đói không. Thì do đó giống như Chúa Giêsu ngày hôm nay, khi mà Ngài nhìn thấy đám đông, Ngài đã chạy lòng thương, chạy lòng thương vì họ giống như đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt. Họ chạy lòng thương, Ngài chạy lòng thương vì họ đã đến với Chúa vì những hoàn cảnh rất là khác nhau, có những hoàn cảnh rất là bi đát, những người bệnh và những người bị quỷ ám và những người đói khát về lời Chúa. Và Chúa thương họ, Chúa thương họ và Chúa muốn làm cái gì cho họ. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác trong cái việc đó. Trước những nhu cầu của người khác, Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài hãy cho họ ăn. Còn nghĩ Chúa cũng mời gọi chúng ta ngày hôm nay, trước những nhu cầu của thế giới, nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy làm điều gì đó cho họ. Chúng ta giống như là cái người trung gian để mà chúng ta lãnh nhận được rất nhiều ơn Chúa, và chúng ta cũng được mời gọi để chia sẻ những cái ơn đó cho những người khác, đặc biệt là những người nghèo đói, những người đang đau khổ vì bệnh tật, vì tinh thần bị bỏ rơi, bị áp bức. Rất là nhiều những cái người đang cần đến chúng ta, đang cần đến Chúa. Chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa. Tuy nhiên Chúa làm phép lạ qua chúng ta, Chúa có thể làm phép lạ trực tiếp cho họ, nhưng mà Chúa vẫn mời gọi chúng ta cộng tác. Giống như ngày xưa, tuy rằng các môn đệ không có gì, chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng mà cái sự đóng góp nhỏ nhoi đó, Chúa đã dùng cái sự đóng góp đó để Chúa làm nên cái phép lạ rất là vĩ đại, nuôi sống cả 10 mấy ngàn người ăn và còn dư. Có thể là trong cuộc sống chúng ta thấy những nhu cầu của người khác rất là lớn, và chúng ta cũng không có khả năng, chúng ta không có đủ điều kiện để chúng ta giúp, nhưng mà Chúa vẫn mời gọi chúng ta đóng góp cái phần nhỏ bé của chúng ta. Có thể giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá, một chút xíu đó, nhưng mà nếu mà chúng ta cộng tác với ơn Chúa thì Chúa sẽ làm được những việc vĩ đại. Chúa ban ơn cho chúng ta qua người khác, và Chúa ban ơn cho người khác qua chúng ta. Chúa muốn chúng ta là cái người trung gian cộng tác với ơn Chúa để thông ban ơn Chúa cho người khác, đặc biệt cho những người nghèo khó, những người ốm đau, những người đang bị bỏ rơi, và tất cả những người đang cần đến ơn Chúa, đang cần đến chúng ta. Và chúng ta tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa, tuy rằng có thể chúng ta không làm được nhiều, nhưng mà Chúa sẽ làm được. Điều quan trọng là chúng ta cộng tác, chúng ta đóng góp phần nào đó, cái sức của mình, đó là điều quan trọng nhất. Và chúng ta hãy học với Chúa Giêsu cái sự chạy lòng thương trước những con người đang đau khổ, những người đang cần đến sự giúp đỡ. Đừng có dửng dưng. Thực ra con thấy trên thế giới này
cái sự dửng dưng nó ngày càng nhiều. Người ta không thấy được cái nỗi đau của người khác nữa, người ta chỉ tập trung vào chính mình. Và chính vì vậy họ không có nhận ra được những người khác đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đôi khi có những người vui thích vì thấy người khác gặp tai họa, thì chúng ta đừng có như vậy. Chúng ta nhìn thấy những cái cảnh bất công, nhìn thấy những cái số phận bi đát, chúng ta hãy có cái tấm lòng như Chúa, biết chạy lòng thương. Và khi biết chạy lòng thương, chúng ta hãy cộng tác với Chúa, làm chút xíu nào đó trong khả năng của chúng ta, để chúng ta đem lại cái sự an ủi, cái sự giúp đỡ phần nào đó cho những người đó. Và cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người lên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã cùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và đáp ứng mọi nhu cầu của dân Chúa. Người không chỉ ban lương thực nuôi sống thân xác, mà còn trao của ăn thiêng liêng đem lại sự sống đời đời cho con người. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chúng ta cùng tha thiết cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin cho các mục tử trong hội thánh luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô, trở nên tấm bánh bể ra đem lại sức sống dồi dào cho đoàn chiên. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết quan tâm mưu tìm hạnh phúc cho người dân, cùng cộng tác chung xây nền hòa bình của thế giới. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho những nạn nhân của chiến tranh và các tệ nạn xã hội được nhiều người cảm thông trợ giúp, luôn lạc quan hy vọng hướng về tương lai. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn khao khát của ân đức thực và siêng năng tìm kiếm nơi bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn rộng tay ban phát mọi ơn lành cho con cái, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện
và giúp chúng con đưa sông xứng đáng với muôn ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hiếu lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thanh hoa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình viên bề chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin ở Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đông thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thơ thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, kinh con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chết Chúa đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận Chúa khôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tội tớ Chúa là các linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tâm cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năng Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chúng nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sâu được bình an. Nhờ Chúa động lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, bề cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Còn một bình nữa không? Thiên Chúa,
đây đang xa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa công bình ban ơn phù trợ và lấy băng bầu trời bồi dưỡng chúng con, xin tiếp tục chờ che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ở còn cũng xin thông báo một chút xíu. Bà Chinibi mà giúp ở nhà thờ chúng ta đó, bà qua đời cách đây được mấy ngày, chúng ta rồi gia đình của bà sẽ mang bà về New York để an táng ở trên đó. Có lẽ tuần tới chúng ta sẽ có một lễ lễ chung giáo xứ để cầu nguyện cho bà. Chúng ta không thể lễ an táng bà được tại vì gia đình mang về trên kia. Chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho bà Genevieve và gắn bó với giáo xứ chúng ta mấy chục năm nay và giúp đỡ cho có nhiều người Việt chúng ta cũng được bà Genevieve giúp đỡ ngày xưa. Cho nên là nhiều người cũng rất là biết ơn bà Genevieve. Chúng ta nhớ đến bà, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người đang đau ốm trong giáo xứ chúng ta. Bố và cha Bill cũng có, cha Bill cũng đang bệnh rất là nặng, không biết có qua khỏi không, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho bố và cha Bill nữa. Và cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã tới tham dự thánh lễ ngày hôm nay, con thấy rất là đông. Xin Chúa gìn giữ tất cả quý ông bà anh chị em được mọi sự bình an. Chúng ta cũng dâng lên Chúa đất nước chúng ta cũng đang bị dịch lại, xin Chúa gìn giữ những người thân yêu của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Cầu cho chúng con.
Amen.